Nghi lễ trân trọng kính chào quý khán giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 10 tháng 6 năm 2016 tại trường Yerba Buena. Thưa quý vị, có một cái buổi để vinh danh cái lá cờ vàng. Như chúng ta đã biết, tại thành phố San Jose của chúng tôi có một cái tổ chức gọi là thanh niên sinh viên cờ vàng. Thì thường họ xuất hiện dưới cái bài hát là lá cờ thiêng. Hôm nay chúng tôi trân trọng mời quý vị nghe nghi lễ giới thiệu tác giả của bài hát Lá Cờ Thiêng đã được phổ biến khắp nơi trên thế giới. Vâng, nhạc ca nhạc sĩ Hoàng Tường. Vâng, kính chào anh Tường. Thưa anh có thể cho biết được rằng cái cảm xúc gì và cái thời điểm nào anh đã sáng tác cái bài hát Lá Cờ Thiêng thưa anh? Dạ, trước hết là Hoàng Tường xin chào anh Nghệ Lữ và xin chào đài Truyền hình Net Việt. Truyền hình Net Việt, lời chào thân ái. Thưa anh, chúng tôi bỏ nước ra đi thì ra đi mang theo quê hương, mang theo cờ vàng, vì cờ vàng là con đường chính nghĩa mà chúng tôi theo. Trên con đường chiến đấu, chúng tôi theo cờ mà tiến. Đó là cái mục đích của tôi đó thưa anh. Dạ, dạ vâng, nhưng mà cái thời điểm là anh sáng tác cái bài này là vào khoảng năm nào và nhân sự kiện gì hay là cảm xúc gì mà anh sáng tác bài đó thưa anh? Thưa anh, chúng tôi đi ra đi năm 1979. Là đi qua bên này, tôi sáng tác cái bài nhạc này vào lúc một người Việt tị nạn qua đây rất là đông và lúc nào cũng đi biểu tình và nhận lá cờ vàng, lá cờ của người Việt quốc gia, cho nên tôi rất là xúc động và tôi viết ra bài nhạc phẩm này để mà cùng với đồng bào người Việt khắp nơi cất cao tiếng hát đấu tranh nhân quyền. Đó là cái mục đích của tôi thưa anh. Và cái bài này sáng tác hoàn tất vào năm nào anh? Dạ, năm 1998. Dạ, 98. Dạ. Năm 1998 anh đã sáng tác ra cái bài Lá Cờ Thiêng. Thì thưa anh, với những cái lời của cái bài hát đó, chúng tôi không muốn nói tới cái melody mà tôi muốn nói cái lời của bài hát đó. Thì nhân dịp này nếu có một điều gì đó mà anh nói với lại thế hệ hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa hay là thế hệ hậu duệ của người Mỹ gốc Việt, vì sao và từ đâu đang có mặt ở đây, thì anh sẽ nói điều gì? Tôi rất muốn phổ biến những nhạc phẩm mà tôi viết để cho hậu duệ sau này để biết được, vì tôi là ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ra đi là mang theo cờ vàng và quyết đấu tranh cho bằng được để đòi lại tự do dân chủ cho Việt Nam Cộng Hòa. Cho tôi muốn hậu duệ sau này nếu được cứ tiếp tục theo con đường này mà tiến, đó là ý nguyện của tôi đó thưa anh. Dạ vâng, thưa với anh đó, thì hôm nay nó cũng đã là tháng 4, lần thứ 41 chúng ta sẽ làm lễ tưởng niệm cái ngày tháng 4 đen, cái ngày mà Cộng sản nó tưởng chiếm miền Nam Việt Nam. Thì thưa anh có những cái kỷ niệm gì vào cái thời điểm 30 tháng 4, 75 đó, những cái điều gì mà nó còn ghi lại trong lòng của anh để anh không chấp nhận chế độ Cộng sản mình bảo vệ lá cờ vàng thưa anh? Thưa anh, là cái ngày 30 tháng 4 1975 là một cái nỗi đau buồn của quê hương đất nước. Cho nên chúng tôi là người trong quân đội ra đi mà không thể nói lên được cái sự đau thương và khốn cùng của người Việt tại quê nhà. Cho nên cái ngày 30 tháng 4 là một ngày đau buồn của quê hương đất nước, tôi rất cảm động và lúc nào cũng nhớ về quê hương đất nước. Dạ. Cái thời điểm đó anh đang ở đâu và anh làm gì? Dạ, 30 tháng 4 tôi đang ở Vũng Tàu đó thưa anh, Vũng Tàu. Dạ. Và thưa anh, cái ký ức nào mà anh không quên được thưa anh? Ký ức là mình bỏ nước ra đi, cái nỗi đau khổ của người dân và khắp nơi thì làm sao mà quên được thưa anh? Dạ, không quên được. Dạ, đó là. Nhưng mà có cái hình ảnh nào trong những ngày tháng đó mà anh không thể quên hay không? Những cái hình ảnh nào của ngày 30 tháng 4, 75 đó? Dạ, cái ngày đó thì tất cả cái miền đất nước của mình khắp nơi đều từ Nha Trang, Đà Nẵng đổ về Sài Gòn. Trên đường mà đồng bào lụ lụt kéo nhau đi rất là khốn khổ. Tôi không thể nào mà quên được cái kỷ niệm đó đó thưa anh. Dạ. Tôi không biết được rằng là anh đã sáng tác được bao nhiêu bài nhạc đấu tranh thưa anh? Dạ thưa anh, khoảng 30 bài. Dạ. Mà tôi không thấy được phổ biến nhiều, mà có cái bài Lá Cờ Thiêng này thì nó khắp nơi đều hát hết. Thì thưa anh có thể
nói cho quý khán giả người Việt khắp nơi biết được rằng anh tâm đắc với những bài nào nữa mà anh giới thiệu thưa anh? Dạ, tôi rất nhiều bài, như anh hỏi bất ngờ tôi không nhớ, mà tôi mới sáng tác cho đây là cái bài mà tâm đắc, mà khi mà Cộng sản Việt Nam mời Tập Cận Bình qua để mà giao đất nước cho chúng, thì tôi rất xúc máu, máu vinh quang, bài nhạc là máu vinh quang để tôi gửi về trong nước, tôi là cùng hòa nhịp với anh em trong nước để mình chống Tàu, là cái bài mà máu vinh quang tôi mới sáng tác đó thưa anh. Dạ. Dạ vâng, thưa quý vị, nghe lời cũng xin phép được nhắc lại. Trong cái sự kiện mà Tập Cận Bình đến Việt Nam thì những anh em ở Sài Gòn đã xuống đường để thể hiện cái sự không đồng tình với cái vấn đề mà hàng với giặc và lại ác với dân và là tay sai như vậy. Thì đã xuống đường và đã bị Cộng sản Việt Nam đàn áp cách rất là khốc liệt, và đặc biệt là anh Trần Bang đã bị đánh đổ máu với những hình ảnh. Nhưng mà anh đánh đổ máu, anh vẫn đứng thẳng, và từ cái điểm đó đã tạo sự xúc động cho ca nhạc sĩ Hoàng Tường sáng tác bài Máu Nùng. Thưa anh, bài đó tôi cũng có gửi cho anh Trần Bang xem thưa anh. Dạ, rất là cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ, tôi là muốn chuyển về trong nước để cho mình lúc nào hải ngoại cũng quan tâm và để ý tới những người trong nước đấu tranh. Thưa quý vị, mùa xuân lại về của chúng ta, nhưng chắc hẳn mùa xuân này sẽ là một kỷ niệm khó quên, bởi vì chúng ta đang chào đón một người ca nhạc sĩ tài hoa với trái tim máu đỏ da vàng. Dòng nhạc của anh chất chứa đầy tâm huyết, từ chẳng thêm đau nhưng vẫn tràn đầy hào khí, uất nghẹn căm hờn cho bao kẻ mất quê hương. Nói dùm chúng ta sự trận tranh bao nhiêu trường nhỏ bé, 40 năm tan đàn rã nghe, 40 năm lưu lạc tha phương, còn nỗi đau nào to lớn hơn nữa, phải không thưa quý vị? Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Các nhạc sĩ Hoàng Tường đã nổi tiếng với bài Lá Cờ Thiêng bao năm qua, mà chắc hẳn quý vị ở đây nhiều người đã biết. Chốc lát nữa đây, quý vị sẽ thưởng thức trọn vẹn tài năng và tâm huyết của ca nhạc sĩ Hoàng Tường và bé Văn Trâm, ái nữ của anh, cùng tất cả các anh chị em ca nghệ sĩ chọn lọc của miền Bắc ra đi. Ước mong chiều ca nhạc đặc biệt này sẽ để lại trong lòng quý vị thật nhiều cảm xúc và tràn đầy ý nghĩa. Chiến quốc ngàn năm soi dấu sự, anh hùng màu đỏ ngập Trường Sơn, cánh gà dùng giả hồn trái Việt, mơ bóng cờ vàng dậy tiếng ca. Và để chính thức khai mạc của ca nhạc đặc biệt những bản hùng ca với lá cờ vàng, chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả quý quan khách cùng đứng lên để chúng ta nghiêm chỉnh làm lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Vì những lý do đó,
một cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngành tâm linh nhất, từ thành phố Hồ Chí Minh xa xôi và cũng vì San Jose là thủ phủ chống cộng hàng đầu, cho nên anh đã bay về đây hôm nay để nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ quên cội nguồn của dân tộc. Những tiếng hát lời ca của anh hòa với những nỗi buồn của dân tộc để thắp lên ngọn lửa trong một màn đêm tăm tối, khi mà một số đông còn đang thờ ơ tháng tư. Ngày nào tim của chúng ta vẫn còn đập, mắt của chúng ta vẫn còn mở, tai của chúng ta vẫn còn nghe, thì ngày đó chúng ta không thể nào quên được nỗi buồn và 10 tháng 4. Một số ca khúc đấu tranh do chính anh sáng tác, cũng do chính anh sẽ trình bày hôm nay, sẽ gửi đến cho quý vị trong tháng 4 năm nay. Chúng tôi được có cái cơ hội biết anh trong nhiều lần đến Hồ Chí Minh tái sinh, và trước đây được biết anh ở Võ Đắc Bình Tuy. Biết được những hoài bão của anh, biết được những tư tưởng đấu tranh mãnh liệt của anh, cho nên hôm nay chúng tôi và những người